Xin chào các bạn, đây là một vài điểm tin nhanh về dòng iPhone 14. Có một tính năng mà mình nghĩ là nhiều người sẽ mong đợi từ các dòng smartphone có màn hình OLED. Đó chính là chế độ Always On Display. Các dòng điện thoại Android thì đã có tính năng này từ rất nhiều năm nay, nhưng mà Apple thì vì một lý do nào đó đã không kích hoạt tính năng này trên iPhone. Mặc dù thì họ đã chuyển sang sử dụng màn hình OLED từ nhiều năm trước rồi. Cái chế độ Always On Display này là một công cụ tăng cường năng suất thụ động chính, cho phép một người dùng có thể kiểm tra thời gian, tỷ lệ phần trăm pin, thời tiết, sự kiện, lịch và các thông báo đang chờ để phải có thể xử lý trong nháy mắt. Thực tế là nó đã có mặt trên Android trong nhiều năm và sự vắng mặt liên tục của nó trên iPhone đang gây khó khăn cho người dùng. Nhưng mà có vẻ như điều đó cuối cùng cũng sắp thay đổi trong với dòng sản phẩm mới là iPhone 14 Pro. Các bạn có thể thấy là năm ngoái với dòng iPhone 13 Pro, Apple cuối cùng cũng đã chuyển sang sử dụng tấm nền là LTPO OLED. Nhưng mà nó không phải công nghệ LTPO thực sự, bởi vì là màn hình bị giới hạn ở tốc độ làm mới màn hình trong khoảng tầm từ 10Hz đến 120Hz. Ở Galaxy S22 Ultra thì cái bảng điều khiển chu LTPO có thể giảm xuống 1Hz khi xem hình ảnh tĩnh hoặc là khi thiết bị không hoạt động. Bây giờ thì có vẻ như là Apple cũng sẽ áp dụng công nghệ hiển thị tương tự trên dòng iPhone 14 Pro và dòng Max. George Young, nhà phân tích màn hình, hy vọng là các biến thể của các iPhone 14 Pro sẽ có khả năng làm giảm tốc độ làm tươi màn hình xuống thấp nhất là 1Hz, từ đó mở đường cho các chức năng hiển thị Always On Display đồng thời mang lại thời lượng pin lâu hơn. Nhân tiện là Apple Watch Series 5 trở lên đã có chức năng Always On Display này, cho phép bạn hiển thị thời gian và các thông tin khác mọi lúc. Vì vậy thì cũng đừng ngạc nhiên nếu mà chúng ta thấy điều tương tự trên các dòng sản phẩm iPhone 14 Pro. Bây giờ thì quay lại nói về con iPhone 14 Pro. Mình có một vài thông tin và chính xác nhất về con iPhone 14 Pro cho đến nay với sự hỗ trợ của John Prosser. Hình dạng viên thuốc cắt da trông khá lớn theo tiêu chuẩn của năm 2022 và khá lực cười khi mà so sánh với dòng S22 Ultra. Ngoài ra do nó làm bên dưới nốt, có nghĩa là có vẻ như là bạn sẽ không thu hẹp được nhiều về không gian sử dụng so với tai thỏ cũ. Nhưng mà Apple rất cần cho một sự thay đổi thiết kế sau khi họ sử dụng tai thỏ trong nhiều năm. Và thật không may, đây là điều tốt nhất họ có thể làm, trừ khi là họ giấu những cảm biến đó bên dưới màn hình. Dù sao thì cái module camera phía sau trông sẽ lớn hơn đáng kể, và lý do cho điều đó chính là cảm biến 48MP lớn hơn. Cổng sạc thì vẫn là Lightning và Apple sẽ chuyển sang USB-C vào năm sau. Ngoài ra thì Apple đang sử dụng một camera trước mới và cải tiến. ET News báo cáo rằng là đơn giá của camera trước này sẽ cao hơn gấp 3 lần so với các mẫu trước đó. Điều này thì cùng với những nâng cấp khác, Apple đã quyết định tăng giá thêm $100 cho mỗi biến thể iPhone 14. Đó cũng là kết thúc điểm tin nhanh. Nếu các anh em có ý kiến khác có thể comment ở phía bên dưới. Và đừng quên là hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều video mới của bên mình. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Tạm biệt.